Hi, Long mến chào cô chú anh chị em, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay đang đi học hơi trễ cho nên là lên cái đi hái dâu tây. Đó. Bữa nay trời ổng nắng nhưng mà gió hơi to, cũng hơi lạnh. Đang chuẩn bị cái gỗ nè. Rồi cái đây là cái gỗ lồng đèn. Đó. Cũng có nhiều anh chị thắc mắc. Hỏi lồng đèn gì mà trái to thì sẵn cái lon quay luôn rồi cái chia sẻ lon hái cái trái lồng đèn rồi mở cái trái lồng đèn ở trong ra cho mọi người xem còn thấy thích thú hơn nữa. Con mới thấy cái trái đây này, cái trái này là trái nó mới ha. Cũng như là nó hái mấy cái trái mà nó mới gì nè, cái cuống nó còn hơi tươi nè, nó hơi tươi gì là không có ăn liền ha. Đây nó hái những cái trái này, nó hái mấy bữa gài nè, để cái cuống nó khô gì luôn nè. Cái trái lồng đèn này nè, để nó rất là lâu luôn, để nó không có bị hư, không sợ hư. Cho nên là nếu mà cả nhà mà có giống á thì nên trồng cái loại giống lồng đèn đây nè. Đang thấy nó là một trái cây ăn rất cũng rất là ngon, rồi dinh dưỡng cũng cao lắm luôn. Thì ở ngoài thị trường thì trước tiên thì ở bên Đài nó chưa có thấy người ta bán, nhưng mà ở bên Nhật Bản thì như các nước khác thì họ có bán rồi mà giá rất cao nha. Long mở nó cho mọi người xem đây. Nhà thấy nó trái màu vàng không, ăn rất là ngon luôn. Nó chín mà mình để nó như vậy thì ăn nó rất là ngon luôn nha. Chứ mà mới hái mà cái cuống nó còn xanh gì ăn nó hơi chua nha, chua mà nó vị ngọt nó không có nhiều, rồi cái mùi nó cũng không có được kiểu như mình mới á, nó không có được thơm lắm nữa. Nhưng mình hái xuống rồi mình để một thời gian là để gì nè, còn không thì để trên cây nó chín nó rụng luôn, nó rụng xuống luôn thì ăn nó rất là ngon. Còn mình để trên cây mình gứt cái cuống mà xanh nè, ăn nó không có ngon lắm nha. Nó những cái trái này cũng còn hơi xanh nè, mới hái á. Đang lựa cái trái mà cũng cũng mà nó khô khô một chút nữa để cho cả nhà xem đây. Thấy nó to chưa? Đó. Rất là ngon luôn. Rồi Long mời cô chú anh chị em nha, mời tất cả mọi người nha. Nó ăn nè. Nó ngọt lắm luôn. Cái cây lồng đèn này không? Dòng họ bà con mình trồng luôn á. Cô có trồng xong cô cho Long một trái Long ăn thử. Mình thấy cái mùi vị nó ngon. Và cái này cái giống của Nhật nữa. Cái lần lấy cái hột nè, nó tự ươm tự trồng ra luôn đó, trồng là hơn 1 năm rồi. Năm ngoái phải không ta, hình như trồng vào trong mùa hè chứ không phải năm ngoái. Trong mùa hè mà nó lên tốt lắm luôn, mà ra bông là nó rụng hết trơn rồi, cái đầu nó không ra bông nữa, nhưng mà vô đông cái nó ra bông nó mới ra trái nè. Còn hè nó tốt mà nó không ra bông. Rất là ngon luôn nha. Hái là xuống ngọt thơm thơm, có cái mùi vị lồng đèn, lồng đèn dại mình á, nó có cái mùi vị đó đó, nhưng mà ăn ngọt chua, hơi chua chua ngọt nhiều. Rồi gió là cái nền hết rồi không, nhờ con đi tháo cái bao lưới ra để hái dâu tây nha. Tân quân hồi nãy giờ nó cũng láo vào tháo bao lưới xong rồi, nó lấy cái miếng mút đây nè, kê cái gỗ
để cho hái dâu tây mình để xuống cho nó đừng có bị dập á. Dâu bạch tuyết hồng, má hồng á, nó mềm giống như dâu anh đào vậy đó. Nó kiểu như là mình hái mà mình không để một chỗ để nó lăn qua lăn lại là nó dập nha. Cho nên là phải kê cái miếng mút này nè. Làm một tay hơi bất tiện. Đây. Đây là anh đào nha. Đó, thấy to chưa? Dâu Nhật nè. Chín mùi quá luôn nè. Nhưng mà những cái trái này nè ăn nó ngọt cứ lắm ngọt luôn. Còn dâu đây là Mỹ Hương nè. Nó chưa chín lắm. Trái này bị chỉ đeo. Cái gỗ này để đây đi. Này. Đây cũng là Mỹ Hương nè. Mỹ Hương á, cái trái nó cứng lắm luôn. Không sợ dập. Trái này chưa có mùi. À, bạch tuyết má hồng nè. Đẹp chưa? Bên đây nữa. Cái này giống dâu này nè. Cũng ngọt lắm luôn. Trái này đẹp cưng chưa, nãy đi tháo lần tháo đầu lưới á, cũng vừa tháo cái vừa bịch cái trái nào nó chưa có mùi lắm á, không hái thì bịch nó lại luôn. Đây cũng Mỹ Hương nè. Wow. Còn vô đây là Nhật Hana nè. Nó, bây giờ nó tốt không? Nó phát triển ra nè. Đẹp không? Có một trái. Trái má hồng kia nhưng mà lâu thấy chưa có chín lắm. Chưa hái. Cái này là bạch tuyết trắng. Những trái đây là trái bạch tuyết trắng. Cái bông giấy này chắc mình muốn chặt nó quá hay là dời chỗ khác để ở đây, nó hơi bị dướng đi, nó hơi bị dướng nè. Dâu Nhật, Nhật mà nó ra trái nè, nó ngoằn ngoè, nhìn thấy nó thảm không, con gì nó ăn rồi, sâu hả, có cất sâu nè, nó ăn cái trái dâu đúng lỗ. Cái này chắc sâu gợm hay là mấy con sâu đất không biết nữa. Cái này tối á, tối mình lên tìm thì nó mới thấy nó. Giờ nó trốn rồi. Cái này xấu quá, hái luôn đi. Nó chưa chín lắm nhưng mà xấu quá. Đây. Wow. Đây là Mỹ Hương nha. Hái bành cuốn nó luôn rồi. Cái này bị chỉ nó đeo rồi nè, nó đang thui, không hái nó cũng không có phát triển nữa. Trái này chín chưa? Trái này cũng hái được rồi, nó giống như nó bị nứt, nó bị gặn hết trơn. Còn bên đây hái hơi nhiều nha, nhiều hơn hôm bữa. Bên đây bạch tuyết trắng nè. Giờ chỉ nó cũng tấn công lắm luôn.
Cái to chưa? Bên đây bạch tuyết trắng nè. Cái bạch tuyết má hồng á, nó không có cứng bằng cái bạch tuyết trắng đây, nhưng mà ăn nó ngọt hơn, thơm hơn. Còn bạch tuyết trắng đây á, nó cứng trái, nhìn nó cũng đẹp, mà ăn cái mùi á, cái mùi nó không có được ngon lắm. Cái này quên tháo qua lưới nha. Cái này dâu Nhật nè. Trái này chín mùi lắm luôn rồi nè. Đẹp chưa? Hết. Hôm qua cái luống nó bên đây. Cái này còn một trái nữa nè. Vô bạch tuyết. Cái bông hồng bữa nay nó ra cũng đẹp không, bông hồng đỏ, bông hồng nhung. Rồi xong hái cái luống ở đây. Ở đây anh đào, ở đây cái chậu đây nó bị nhện đỏ đeo, nó đang trải nghiệm là xịt lá thuốc á, cái thuốc lá ha, đang trồng thuốc lá đó. Rồi có nước rửa chén nữa. Sơn đang trải nghiệm thử thì nó hiệu quả không. Cái này chưa mùi lắm, nhưng mà tại nó cuốn nó ngắn quá, cái nó không để lên kệ được, mà nó cũng không có ra đưa cao lên được, nó hồng ở dưới. Giờ mấy trái này nó cũng bị, mấy trái này nó ăn chua lắm, nó bị nhện đỏ đeo á, rồi cái nó mất dinh dưỡng rồi nó không cung cấp được á. Cho nên là khi mà dâu mà có bông có trái á mà bị nhện đỏ nó hút rồi á, hay là gầy mấy anh chỉ đâu nó hút rồi cái nó không to được. Cái trái bên kia qua, wow, cái trái dâu Nhật to chưa nè. Đẹp chưa? Rồi cái kệ này lâu kêu là lâu lâu đi phải dỡ nó lên thôi, nó thòng xuống dưới, nó lọt dưới luôn nè. Giờ đâu đấy lấy lên được đâu, cũng nhờ là nó chín rồi, chứ không là để đâu một chút cái này nó hư, bị mấy con nó ăn. Mà trái này cũng quá trời đẹp luôn, tiết má hồng, nhưng mà ở dưới nó còn trắng nhất à. Chưa muốn hái đâu, để đi. Này. Đẹp không? Ở đây còn trái dâu Nhật đây nữa. To nè. To chưa. Đây. Ở đây còn đẹp nữa. Nó hái cái trái nha. Cái trái nhau. Anh đào này trước đi. Này không phải anh đào, này ngọc trai nha. Nhìn nó giống không? Ở đây còn trái như sao? Đây ngọc trai nè. Đẹp chưa? Nhìn đẹp chưa? Thấy nữa. Trái này hái được rồi. Lấy chụp bói hình đi rồi hái. Rồi nó hái đó nha. Chụp mấy bói hình làm kiểu nữa. Đây. Wow. Đẹp chưa? Nó mềm lắm luôn. Đẹp không?
đó. Bữa nay hái nhiều, nhiều hơn hôm bữa rồi, nguyên một gỗ luôn. Rồi giỏ lòng đèn, cái lòng đèn này hái mấy ngày lận, dồn lên mấy ngày lận đó, cái thành quả của lòng hôm nay đấy. Gánh gỏi rồi trời mà cũng 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 đẹp nè, rồi lên hái dâu nè, nên quay cho cả nhà xem. Hôm nay Long chia sẻ tới đây nha, cũng chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người ngày mới thư giãn vui vẻ và được nhiều sức khỏe nha. Long tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Bye bye.